con nào thì cũng thương cha mẹ và cha mẹ nào cũng thương con thôi. Nhưng cái cách và thể hiện nó rất là khác nhau. Càng qua thời gian mình có con rồi, mình nuôi con rồi thì mình mới phát hiện rằng là khi mà ở gần ấy thì người ta thường dễ lãng quên những cái điều cơ bản nhất. Lúc nãy thì mọi người nhìn thì cũng biết ngay là Giang hóa trang là con gái. Thì tối hôm qua thì là hai mẹ con đang có một cái cuộc gọi là xung đột. Con gái bắt đầu đến cái tuổi dậy thì nên là hai mẹ con rất là thường xuyên có những cái bất đồng quan điểm. Và mình cảm thấy rằng là nó lớn rồi và nó bắt đầu nó rời xa mình. Và có nhiều điều là hai mẹ con không có hiểu nhau. Thì tối hôm qua chat rất là dài. Và con gái có nói rằng là con cảm thấy mẹ bây giờ quá thay đổi, mẹ không còn thương con như trước nữa. Mẹ quá bận, mẹ không còn dành nhiều thời gian đưa con đi ăn, đưa đón con đi học, các thứ nữa. Thì Giang cũng có giải thích tất cả mọi thứ. Giang nghĩ rằng là chưa bao giờ muộn để mình có thể điều chỉnh bản thân mình, để có thể tạo cho mình cái sự kết nối tốt nhất có thể. Ngày hôm nay thì Giang cũng muốn nói với lại con gái rằng là tất cả những cái gì mà mẹ làm là đều mong muốn để cho có một cái nền tảng vững chắc, gọi là một cái chỗ dựa cho gia đình. Và tình yêu của mẹ dành cho con nó chưa bao giờ vơi đi cả. Con của Vi năm nay thì mới 7 tuổi thôi, chưa tới tuổi teen. Nhưng mà đã mấy lúc, có một vài lúc khi mà nó nói không với mình, nó không có chịu nghe mình á, là thấy tim mình nó xót lại rồi. Cho nên Vi rất là hiểu cái cảm giác của chị Luân Giang. Khoảnh khắc mà mấy chị xin lỗi bố và xin lỗi con, thật sự ở cái phút đó thì Quỳnh cảm thấy rất là cảm động. Không biết nữa, cái cảm giác giây phút đó cảm thấy nó rất là thiêng liêng, nó rất là gần gũi, cũng giống như là mặc dù không cần ngồi kế nhưng mà mình có thể kết nối được với các chị vậy đó. Ngày xưa ấy, lúc mà chị như kiểu là Hen với lại Quỳnh ấy, thì chị đi suốt, đi nhiều lắm. Và rất là thích cái việc mà kiểu như là mình được tự do, mình đi kiểu mình đi diễn, mình dày đặc lịch. Bây giờ nghĩ lại chị vẫn nhớ cái cảm giác đấy. Nhưng mà bây giờ nó lại sang một cái trạng thái khác là mình đi mình không còn trọn vẹn, kiểu như là mình bứt rứt trong người. Bứt rứt, đúng rồi. Đấy, mình cứ bị nôn nao, nôn sao, chỉ muốn về nhà thôi. Muốn về nhà đấy. Thì chị nghĩ là đấy là tất cả cảm giác của những người đã có con cái, có gia đình như kiểu là chị với Lịch. Em thì bữa em vào công cũ á, là có chị Đoan Trang, chị khóc vì nhớ con. Con thấy các chị khi mà tâm sự về con, nhất là thời điểm mà con đang đi học á, mà không đưa con đi học được, cái khóc bực rứt, thương bực rứt. Đấy, cái cảm giác là ồ sao mình sướng vậy. Các chị phải có rất là nhiều nỗi lo mà vẫn đến đây quyết tâm rồi tập trung, tập nhạc, tập nhảy, tập hát, rồi dựng bài, nhiều thứ. Cái mình suy nghĩ rằng là mình phải tranh thủ cái thời gian này, phải làm nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, để tới lúc mà mình như được như các chị, mình sẽ chậm lại một tí đó. Bây giờ thì chị thì lại trong vai là một người mẹ và con đang tuổi dậy thì, và chị cũng bị stress luôn, căng thẳng luôn, cả mẹ cả con căng thẳng luôn. Chưa kể là bố mẹ thì lại làm cái công việc này ấy, nó có rất là nhiều cái nhạy cảm, và đến trường ấy nó cũng chịu áp lực, bạn bè nó có nhiều thứ, nó làm cho con bé nó cũng tổn thương. Bé nhà chị nó rất là thông minh ấy, nó thông minh và nó cá tính quá, và những đứa cá tính thì lại phải một kiểu khác, mình lại phải không ép được, phải rất là lựa, và khi mình nói chuyện ấy mà mình nói mà không đúng là nó sẽ không phục đâu. Tim Vi thì mỗi người có một hoàn cảnh rất khác nhau. Bé Ngọc Thu Quỳnh thì vẫn là còn độc thân ở với ba mẹ, hay là cái hoàn cảnh của chị Lương Giang là người đã có gia đình, có con. Bản thân Vi cảm giác giống như mình đã từng và vẫn đang trải qua hết tất cả những cái hành trình mà các chị em đang đi qua vậy. Cho nên Vi thật sự rất là đồng cảm với tất cả các chị em buổi tối ngày hôm đó. Cuối cùng mình nghiệm lại một điều là mỗi khi mà mình nói chuyện và hoặc là mình dạy con cái hay bố mẹ dạy con cái, mình bảo là phải thế này, phải thế kia đi, nó sẽ không hiệu quả. Nhưng mà chính những cái hành động, cái cách sống nó mới ảnh hưởng trực tiếp đến cái lối sống và suy nghĩ của mình. Đấy là văn hóa của mỗi nhà. Và kể cả khi mà mình bé, bố mẹ cũng hay làm cái nọ cái kia, hoặc nói những câu mình tưởng là nó không nhập vào, nhưng sau này lớn lên nó vẫn ở trong tiềm thức của mình. Đúng đó. Đấy, khi ba mẹ là những người kiểu như là ở một giai đoạn họ cố gắng để nuôi mình lớn và trưởng thành, rồi tới một giai đoạn
mình đã lớn lên rồi á, họ lại là muốn là bên cạnh và chăm sóc mình liên tục. Qua một cái công đầu tiên thì Vi mới hiểu được cái ý nghĩa của chương trình, đó là quý vị biết không, để làm một cái nhóm nhạc không chỉ là những cái khoảnh khắc luyện tập cùng nhau, không chỉ là cái khoảnh khắc mình hát cùng nhau trên sân khấu đâu, mình phải hiểu nhau, mình phải lắng nghe câu chuyện của nhau, mình phải biết cái chuyện đời của nhau để mình thật sự có một cái mối kết nối thâm tình, để mà khi lên sân khấu á, cái năng lượng mình trao cho nhau nó là cái sự thật. Chỉ có như vậy á, thì cái sự kết nối trên sân khấu của chị em nó mới mạnh và mới rõ ràng. Cho nên Vi nghĩ những cái câu chuyện này, những cái sự chia sẻ này, mỗi ngày chị em chúng tôi chia sẻ với nhau, nhưng đó là những khoảnh khắc để chúng tôi kết nối với nhau thật sự, để khi mà lên sân khấu có thể bùng nổ hết sức. Olala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chị đẹp đạp gió rẻ sống 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Gia Quan Show và ứng dụng Olala, thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.